Lan Khuê bị đuổi khỏi Miss World vì yêu nước và hôn nhân viên mãn bên chồng đại gia. Lan Khuê là hoa khôi siêu mẫu có tiếng tại Việt Nam. Cô được mọi người biết đến với tính cách giản dị, vô cùng thân thiện, luôn nỗ lực và nghiêm túc trong công việc. Lan Khuê và hành trình đến với ngôi vị top 11 hoa hậu thế giới. Lan Khuê sinh năm 1992. Cô xuất thân trong gia đình tri thức, có truyền thống hiếu học với ông ngoại là hiệu trưởng đầu tiên tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Cô luôn có thành tích học tập giỏi và được định hướng theo con đường học hành tại khoa Tiếng Đức trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Nhưng Lan Khuê lại chọn bảo lưu một năm để theo đuổi niềm đam mê làm người mẫu. Lan Khuê là người đẹp đại diện cho câu nói cứ kiên trì ắt có ngày thành công khi bước chân vào showbiz lần đầu tiên và tham gia cuộc thi siêu mẫu Việt Nam tới 3 lần. Lần đầu bị loại, lần thứ 2 đoạt giải siêu mẫu triển vọng và lần thứ 3 được nhận giải vàng. Là người mẫu đầu tiên của Việt Nam lọt vào top 5 giải thưởng được xem như là Oscar ngành thời trang châu Á. Năm 2014, cô tham dự cuộc thi Hoa khôi áo dài đường tới vương miện Hoa hậu thế giới và xuất sắc giành giải thưởng cao nhất. Năm 2015, Lan Khuê tiếp tục đại diện cho Việt Nam đi thi Hoa hậu thế giới 2015. Trong cuộc thi, Lan Khuê đã mất quyền thi ứng xử trong đêm chung kết Miss World tại nước chủ nhà Trung Quốc vì cô can đảm lồng ghép hình ảnh bản đồ Việt Nam khẳng định chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa vào video giới thiệu bản thân. Do đó, cô không được vào top 5+1 để thi ứng xử như thông báo ban đầu. Bên cạnh đó, Lan Khuê còn vô cớ bị loại ra khỏi tiết mục múa mở màn Dance of the World trong đêm chung kết, dù trước đó đã được chọn biểu diễn. Mặc dù vậy, cô gái sinh năm 1992 vẫn khiến mọi người tự hào vì thành tích top 11 của mình mang lại. Đặc biệt, cô nhận được lời khen đầy lòng can đảm khi mang câu chuyện khẳng định chủ quyền biển đảo quê hương Tổ quốc Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam tuyên bố trước toàn thế giới. Sau khi giành giải thưởng cao tại ngôi vị top 11 Hoa hậu thế giới, Lan Khuê nhanh chóng được báo giới săn đón hết mực, trở thành tên tuổi đắt show và từ đây cô đã chứng minh cho gia đình thấy, thậm chí là tự hào vì mình đã đúng khi lựa chọn đi theo đam mê làm người mẫu. Sự nghiệp của siêu mẫu cũng trở nên thăng hoa hơn khi đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên The Face Việt mùa đầu tiên. Tuy là người nhỏ tuổi nhất trong ba huấn luyện viên, nhưng cô không hề tỏ ra kém cạnh về tài năng dẫn dắt thí sinh của mình. Chưa hết, Lan Khuê còn làm host cho chương trình siêu mẫu mà mình từng thi năm nào, cùng nhiều chương trình thực tế khác. Năm 24 tuổi, Lan Khuê đã nắm giữ chức CEO cho một công ty người mẫu có tiếng trong nước. Bên cạnh đó, còn kiêm chức chủ tịch cuộc thi Midrange International, được quyền chọn lựa và đào tạo người đẹp đi thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế. Cô còn tham gia vào một số bộ phim như Hoàng tử bé, Đền một ước mơ, Sơn đẹp trai. Đặc biệt, bộ phim Mẹ chồng ghi dấu ấn với vai diễn Mợ Hai Tư Thì, với vẻ ngoài hiền dịu, cam chịu, nhưng trong lòng lại rất mưu mô, được thể hiện xuất sắc. Sau đó, Lan Khuê còn được fan yêu mến gọi với biệt danh Mợ, trở thành con dâu gia đình hào môn. Gần cuối năm 2018, Lan Khuê lên xe hoa với người chồng có gia thế khủng John Tuấn Nguyễn. Khi Lan Khuê vô cùng thành công trên con đường người mẫu và thời trang, thì John Tuấn Nguyễn cũng không hề kém cạnh khi được biết đến là người thành đạt trên thương trường. Anh là chủ một resort lớn ở Nha Trang, quản lý chuỗi lounge và kiêm luôn vai trò phó chủ tịch Hiệp hội Quảng bá Du lịch Nha Trang. Đừng nghĩ rằng người đàn ông này không liên quan gì đến showbiz. Ngược lại, anh có công không nhỏ trong việc mang các game show truyền hình như The Bachelor hay cuộc thi sắc đẹp về Việt Nam. Sau khi được doanh nhân John Tuấn Nguyễn cầu hôn trước sự chứng kiến của bạn bè và người thân, Hoa hậu Lan Khuê đã hết sức xúc động. Cặp đôi đã nhanh chóng tổ chức đám cưới vô cùng hoành tráng tại khách sạn sang xịn nhất nhì Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự quan tâm của đông đảo báo giới cũng như người hâm mộ. Lúc về chung nhà cùng vị doanh nhân giàu có này, anh vẫn luôn dành nhiều tình yêu thương cũng như sự trân quý dành cho người đẹp. Vào tháng 5 2019, Lan Khuê chính thức hạ sinh con trai đầu lòng. Hiện tại sau khi sinh con, cô đã tạm lui về ở ẩn để tập trung cho công việc kinh doanh và chăm sóc cho gia đình nhỏ. Mặc dù vậy, cuộc sống của cô bên ông xã đại gia được ví chẳng khác gì bà Hoàng trong căn biệt thự giác vàng nằm bên sông Sài Gòn. Liên tục xuất hiện bên siêu xe, đồ hiệu, Lan Khuê khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống xa hoa vương giả. Những tranh cãi qua những mối quan hệ trong showbiz Việt của Lan Khuê. Mặc dù nổi tiếng là người điềm tĩnh, khôn khéo, nhưng không ít lần, Lan Khuê vướng phải những scandal vạ miệng cùng những mối quan hệ khiến cộng đồng mạng không khỏi đặt ra nghi vấn. Đầu tiên, phải kể đến mối quan hệ của cô với Á hậu Thúy Vân. Trong cuộc thi Hoa khôi áo dài Việt Nam 2014, nếu như cô đăng quang ngôi vị cao nhất, thì Thúy Vân đành ngậm ngùi dừng chân ở vị trí Á khôi 1. Bên cạnh đó, ông xã John Tuấn Nguyễn của cô đã từng hẹn hò với Thúy Vân suốt 3 năm trước khi kết hôn với Lan Khuê. Vì vậy, không ít lần người hâm mộ bắt gặp những khoảnh khắc né tránh ngượng ngùng khi cô và Thúy Vân cùng xuất hiện trong sự kiện. Tiếp đó phải kể đến lùm xùm giữa Lan Khuê với Lý Nhã Kỳ vào năm 2015. Theo đó, khi Lý Nhã Kỳ trong vai trò đại sứ du lịch Việt Nam tổ chức một show diễn thời trang của nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp, cô đã lên tiếng phê bình một cô người mẫu bùng show do không được diễn mở màn hay chốt màn. Lý Nhã Kỳ khẳng định người mẫu này có thái độ ứng xử không tốt và làm xấu đi hình ảnh người mẫu Việt. Ngay sau đó, cư dân mạng đã tìm ra việc Lan Khuê có tên trong danh sách trình diễn nhưng vào phút chót lại không xuất hiện. Điều này khiến Lan Khuê nhận về không ít chỉ trích về thái độ làm việc thiếu trách nhiệm. Trước ồn ào này, Lan Khuê chọn cách im lặng. Năm 2016, Lan Khuê vướng ồn ào khi đoạn clip ngắn ghi lại lời nói chuyện của cô trong hậu trường chương trình Duyên dáng Việt Nam cho thấy cô đã dùng lời lẽ giễu cợt và thiếu tôn trọng Hoa hậu Phạm Hương.
năm 2017, Lan Khuê tiếp tục gặp thị phi khi ghi hình chương trình The Face Việt Nam mùa 2. Lan Khuê bị chỉ trích về việc có những lời lẽ nhạy cảm thô tục và được đánh giá là không phù hợp với danh hiệu của mình. Mỗi khi xảy ra ồn ào, cô đều giữ im lặng và từ chối khi được hỏi về loạt ồn ào kể trên. Mới đây nhất, Lan Khuê dính ồn ào vạ miệng lớn nhất sự nghiệp khi đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái thiếu chính xác và tiêu cực về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, cô viết, đợt giãn cách này toàn là người dân tự tìm cách cung ứng thực phẩm hỗ trợ nhau, chứ chả thấy có sự hướng dẫn điều tiết nào nó cụ thể rõ ràng. Phát ngôn của Lan Khuê lập tức nhận về sự chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Nhiều độc giả phê bình Lan Khuê suy nghĩ hời hợt, nông cạn, không ghi nhận sự nỗ lực của chính quyền địa phương và lực lượng cán bộ chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch đang ngày đêm chiến đấu với COVID-19. Ngay sau đó, Lan Khuê đã xóa bài viết nói trên và đăng tải bài viết xin lỗi. Chân thành xin lỗi mọi người vì hôm nay Khuê nhận được những tin tức buồn của nhiều người quen nên đã có dòng trạng thái vừa qua. Khuê biết mọi lý do giải thích, dù như thế nào thì cũng không phù hợp với tình hình này. Đây là lỗi của Khuê xin nhận.